chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ok người nhiếp ảnh da dơ cao ngón tay cái kèm theo một nụ cười thật hài lòng Akani trời sinh đã mang vẻ quyến rũ không cùng chỉ mấy động tác bân quơ ngẫu nhiên đủ thoát lên khí khái rất gợi cảm cả đoàn nhân viên đi theo phụ giúp không chỉ mấy cô gái vài cánh đàn ông cũng không kìm được lòng mà phải trầm trồ dù đã hợp tác cùng nhau nhiều năm nhưng mỗi lần nhìn tới vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Anh Akani, qua bên kia nghỉ ngơi lát đi. Người trợ lý trẻ tuổi tên Sigma Don đã chạy lại, Jin hững hờ nhận lấy chiếc khăn mặt, tự mình lau mồ hôi trên trán. Tôi muốn đi dạo lát. Một mình. Nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, Jin đeo cặp kính trăm vào, cầm hơi ngước lên, Sigma chỉ biết há miệng trong mắt, bao lời muốn nói đều không thốt nên câu. Làm trợ lý cho Akani suốt ba năm nay, Cô đương nhiên biết người này một khi đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn. May mắn phóng viên đã quay xong xuôi, phần việc hôm nay coi như hoàn thành trước hạng định, xem chừng Akani rất biết điều. Mặc dù là một ngôi sao lớn, nhưng khi làm việc, Akani cũng không quá xuề xòa, không nhớ đã là lần thứ mấy đến Ý. Ai nấy đều biết anh luôn có cảm tình đối với đất nước này, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới Florence. Dinh dạo bước trên con đường lát đá bên bờ sông Ano tay thản nhiên đút trong túi quần, ánh nắng trưa chiều biến nhát ngã mình trên bức tường bờ đối diện, nhúng một tầng màu ấm áp, mỗi lần đến Ý, anh vẫn luôn né tránh thành phố Florence này. Bởi vì trong tâm luôn nhung nhớ cái khát khao được nắm tay người ấy dưới tán cây dẻ, cùng nhau dạo bước trên con đường lát đá, tự mình vào thành canh, dinh lặng nhìn những đợt lăng tăng dịu nhẹ trên mặt sông Ác Nôn. Đang tờ đã gặp tình nhân của mình tại nơi này. Quả thực là một thành phố đầy lãng mạn, ê ê, người này giống bọn mình quá nè. Ống quần dinh chật bị kéo giật, một giọng nói non nớt vang lên từ phía bên trái anh, đáng ngạc nhiên hơn lại còn là tiếng nhật đư, anh hai đừng phá, ba nói không được làm phiền người khác, như thế là không ngoan, không lễ phép. Phía bên phải bỗng vang lên một giọng bé con cũng non nớt không kém, mà còn mềm mại hơn phần nào, dinh xoay người, cúi đầu nhìn, trái phải anh lúc bấy giờ là một trai một gái, bầu má mũm mỉm, trong tay còn cầm cây kẹo ngậm, mắt tròn xoe, tò mò dán chặt nơi anh. Cậu bé đứng bên phải còn không ngượng ngùng mà níu ống quần dinh chào hai đứa. Vừa thấy anh chậm rãi ngồi phục xuống, bé gái với mái tóc lơ thơ liền bỏ kẹo vào miệng ngậm, đôi mắt chớp chớp, lộ vẻ e lệ, thẹn thùng, cả người vì thế cũng hơi rụt về sau, ngược lại, cậu bé kia không hề sợ sệt, lập tức bổ nhào vào lòng anh. Dinh chưa kịp phản ứng, đôi môi ướt nước giải đậm mùi kẹo đã hôn bẹp một cái lên má anh sau đó cậu bé đắc ý cười khanh khách, chú đẹp trai. Hai mắt cậu bé tích cả lại, tự hồ không thấy cả mặt trời, bỗng chốc làm dinh khẽ sững người, anh hai, xuống đi. Hai má cô bé hơi ửng hồng, tự hồ đang rất sốt ruột, bờ môi mỏng miếng chặt, đôi mắt dài nhỏ được trợn tròn, còn có chút ương ước, lại một biểu tình quá quen thuộc. Dinh chợt ngẩn ngơ. Nơi đất lạ quê người, vô tình gặp gỡ hai đứa bé Nhật Bản mà ở cả hai còn thấp thoáng hình ảnh người thiếu niên năm xưa bản năng chợt trỗi dậy vòng tay anh ông cậu bé chặt hơn miệng anh nhoẻn cười thật dịu dàng và thân thiện với cô bé dù chính mình dưới ánh đèn sân khấu có quyến rũ bao nhiêu với một cô bé nhỏ nhắn như thế thì mấy khí khái ấy chỉ vô dụng đã qua rất nhiều năm bản thân chưa cười đến tích cả mắt như thế cảm giác không khỏi có chút lạ lẫm nhưng xem chừng nụ cười ấy vẫn hữu hiệu cô bé nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi cũng toét cả miệng đáp trả nụ cười. Bé chậm chậm tiến lại gần, mấy ngón tay mút míp sờ lấy đôi mày của Dinh, lông mày chú đẹp. Lông mày sao? Con tim trong dây ngực chợt thắt lại, lòng Dinh chợt nhói đau. Tốt hơn không nên dọa lũ nhỏ, anh tự dặn mình như thế. Để mặc hai đứa trẻ tựa vào lòng mình, Dinh chợt phát hiện bản thân đối với chuyện dỗ dành con nít không chút kinh nghiệm. Thế nên anh chỉ quỳ gối trên đất, đối đáp hai đứa theo bản năng của mình, sao hai đứa ở đây thế? Bọn cháu đi mua kẹo. Cậu bé vui vẻ sờ lấy mấy lợn tóc của Dinh, miệng vẫn ngậm kẹo, bô bô trả lời, thế ba mẹ đâu? Dinh có chút ngạc nhiên, hai đứa bé nhìn ra cũng chỉ chừng 4, 5 tuổi, người lớn trong nhà sao lại để chúng tùy tiện chạy nhảy ở ngoài thế này, bé gái mân mê mấy ngón tay hết chọc rồi sờ gương mặt anh, tự hồ không biết chán. Rồi bé ngoan ngoãn đáp, ba đang làm việc, bọn cháu không có mẹ. Dinh khẽ ngẩn người trước lời ấy, nhưng xem chừng hai đứa bé không chút quan tâm hay để ý để chú đưa bọn cháu về. Lòng anh chợt trỗi dậy sự tò mò khó tả đối với người ba kia, vâng. Hai đứa bé không chút ngại ngần mà nắm lấy tay Dinh. Bọn mình về phòng khám của ba đi, nó ở đằng kia kìa. Cách đó không xa, ngay tại bờ sông Ano, giữa một hàng những căn nhà từ tự, tự nhau, nóc nhà màu đỏ, vách tường sơn vàng, kiểu dáng có phần cổ kính. Dinh đứng trước cửa, con tim trong dê ngực bỗng chốc nhảy nhót không thôi, lòng bất giác nôn nao không cùng. Hai đứa bé kéo tay anh, vui vẻ đẩy cửa rồi chạy thẳng vào, miệng ríu rít gọi, ba, ba, bọn con mới quen chú đẹp trai nè. Chú nào cơ? Giọng nói mang âm hưởng hơi khàn thế chợt vang lên, khiến cả thân người Dinh như đông cứng, con tim tự hồ muốn ngừng đập. Phải chăng đây chỉ là ảo giác, chú ơi? Bé gái chạy tới kéo anh. Vào đi chú chú, sao tay chú lạnh thế? Cô bé ngẩn nhìn người chú đang ngơ ngác chôn chân tại chỗ, ánh mắt chú chầm chầm hướng về phía người ba đang bước từ trong phòng khám của mình. Bàn tay lạnh như băng được bé nắm trầm khẽ rung lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.